Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Quốc Trung. Đây là nơi tôi chia sẻ những kiến thức của mình về lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và những cái trải nghiệm của cá nhân tôi trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến tôi thì tôi cũng đã từng là một người đi làm công nhận lương hơn 5 năm tại một ngân hàng của Việt Nam. Và sau đó tôi đã có hơn 10 năm thực hiện công việc kinh doanh riêng của mình. Đồng thời tôi cũng là một người đam mê chạy bộ, thích kết nối và chia sẻ. Nên đó là lý do tôi lập ra kênh podcast này để mong chia sẻ và kết nối mọi người cùng nhau phát triển. Mời bạn vào thăm trang web của tôi là nguyenquocchung.vn để tải về những tài liệu hữu ích mà tôi chia sẻ miễn phí, đồng thời đọc thêm những cái bài phân tích của tôi về kinh nghiệm kinh doanh và góc nhìn cuộc sống. Sau đây tôi xin mời bạn cùng trải nghiệm câu chuyện của ngày hôm nay. Trong cái dịp Tết này thì tôi có gặp một người em đã quen nhau từ khá lâu, từ lúc mà tôi còn làm việc trong ngân hàng. Bạn này trước đây làm việc trong một cái hãng xe ô tô tại Cần Thơ, và cái chiếc xe đầu tiên của tôi là cũng do bạn ấy tư vấn và tôi chốt mua. Rồi sau này thì bạn cũng nghỉ việc trong ngành ô tô và chuyển sang làm ngân hàng giống như tôi trước đây. Cái vị trí của bạn làm nó là chuyên viên tín dụng. Nhìn chung thì đây là một con người rất là năng động, dễ kết giao và rất là nhiệt tình trong các mối quan hệ với khách hàng. Nên tôi cũng thường xuyên giữ cái mối quan hệ này và tương tác với nhau trên mạng xã hội. Trong cái lần gặp này thì em ấy hẹn tôi vì mong muốn nhận được sự định hướng và góp ý cho sự nghiệp của mình. Vì theo bạn nói thì cuộc sống hiện tại của bản thân tôi về sự nghiệp, hôn nhân gia đình và cái cuộc sống hàng ngày của tôi là một cái mục tiêu của bạn ấy. Một phần nữa là hành trình sự nghiệp mà bạn đang muốn đi thì đâu đó cũng gần giống như tương đồng mà cái hành trình mà tôi đã trải qua. Bạn tâm sự rằng thì trước Tết bản thân đã cảm thấy rất là áp lực và chán nản với công việc làm trong ngân hàng. Từ những cái chỉ tiêu doanh số và cách bản thân mình phải gồng để mà theo đuổi các mối quan hệ, từ rượu bia, tiệc tùng đến những cái cuộc gặp mặt mà không mong muốn. Và bạn cũng muốn chấm dứt cái công việc tại ngân hàng để lập cho mình một cái sự nghiệp riêng giống như mà tôi đã làm. Vì mỗi ngày đi làm thì cái cảm giác bản thân không có động lực, rất là nặng nề và có những lúc là muốn cái hành trình từ nhà đến chỗ làm nó cứ xa để đi hoài mà không đến. Rồi khi mà đến rồi á, vào cái bàn làm việc thì nhìn thấy một đống việc đang ngồi phải chờ xử lý. Mà đã chán rồi thì bản thân sẽ không muốn bắt đầu làm từ đâu, dù cho cái việc đó có đơn giản hay là phức tạp như thế nào. Nghe đến đó thì tôi cũng nhớ lại mình cũng đã từng có một thời làm như vậy tại ngân hàng. Những cảm xúc mà em ấy đã trải qua thì tôi cũng đã từng trải qua, thậm chí có thể là áp lực hơn bạn rất nhiều vì cái thời điểm đó tôi đã là một người cán bộ quản lý. Cũng vì cái áp lực đó và cũng vì ước mơ xây dựng sự nghiệp riêng cho mình nên tôi cũng giống như bạn, tôi đã chọn nghỉ việc và bắt đầu con đường kinh doanh. Trong cái nội dung chia sẻ này thì tôi cũng muốn gửi đến các bạn những gì mà tôi đã tư vấn ngày hôm đó. Vì đây là những cái câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được khi ngồi trò chuyện tư vấn cho ai đó về cái công việc họ đang làm hiện tại và họ muốn khởi nghiệp kinh doanh. Lời tư vấn đầu tiên là tôi bắt đầu từ một câu hỏi rằng em ấy muốn gì khi khởi nghiệp, và tôi có thể đoán chính xác đâu đó 70-80% là tôi nhận được câu trả lời mà tôi đã nhìn thấy từ trước. Đó là em ấy muốn có một cái sự nghiệp riêng thì sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, có thể dành thời gian bất cứ lúc nào để bên cạnh gia đình khi họ cần, có thể là tự chủ trong mọi việc, có thể là có nhiều tiền hơn và có một cuộc sống đủ đầy hơn. Các bạn có thấy đây là những ước muốn của các bạn khi khởi nghiệp có giống như vậy hay không? Và tôi cũng đã từng như vậy trước khi mình nghỉ việc để mà ra khởi nghiệp. Nhưng mà cái lời khuyên mà tôi dành ra cho bạn là một cái góc nhìn khác. Một cái góc nhìn mà người đã khởi nghiệp giống như tôi. Thay vì chúng ta nhìn vào một cái tương lai xa màu hồng như vậy thì hãy nhìn thêm vào một cái tương lai gần và chuẩn bị rằng là bạn có thể là mất luôn cả ngày chủ nhật riêng tư của mình, mà thậm chí còn phải bổ sung thêm giờ làm đến tận khuya. Có nhiều khi là phải thức trắng đêm để lo công việc. Vì trước đây khi đi làm, hàng tháng mình còn phải nhận được lương, nhận được thưởng cố định, mà còn được nghỉ ngày chủ nhật nữa. Mà khi ra làm chủ rồi, bạn sẽ phải cố gắng thật nhiều, cố gắng nhiều để tháng này có đủ tiền để lo cho các khoản chi phí, lo nhân viên, lo mặt bằng, lo hàng hóa. Tôi hay nói đùa nhưng đó là sự thật, là nhiều khi là không cho phép bản thân mình được đổ bệnh, vì bệnh rồi sẽ không có ai làm, hoặc là khi bệnh mà bản thân mình cũng phải gán cắn răng mà chịu đựng để tiếp tục làm nữa. Bất kỳ ai khởi nghiệp cũng đều trải qua giai đoạn này, tùy thuộc vào năng lực của họ mà cái thời gian họ trải qua là ngắn hay là dài mà thôi. Cái người giỏi là sẽ biết cách vượt qua trong cái thời gian ngắn nhất, sau đó họ sẽ tuyển người vào và đào tạo thay thế mình dần dần các công việc hàng ngày. Sau thời gian thì người đó chỉ đứng vai trò quản lý và làm chiến lược, các nhân sự cấp dưới sẽ theo định hướng và triển khai. Lúc này mới là lúc sẽ là có nhiều thời gian dành cho bản thân, cho gia đình. Có thể nói rằng là thực sự lúc này mới có một chút gì đó gọi là dư giả tài chính. Cái lời khuyên thứ hai mà tôi dành cho bạn là trước khi khởi nghiệp thì hãy trang bị cho mình những kiến thức cần thiết của một người chủ làm kinh doanh, như là cái công việc quản lý, phân tích thị trường, tính toán lãi lỗ,
cái mà bạn có thể là học được rất nhiều và miễn phí luôn từ những cái công việc tín dụng của mình làm việc tại ngân hàng. Vì hàng ngày bạn phải tiếp xúc rất là nhiều khách hàng làm kinh doanh, qua đó mình sẽ có cơ hội học tập được từ họ rất là nhiều thông qua các cuộc trò chuyện tư vấn phương án tài chính cho họ. Có thể trước đây em ấy đã làm thuần thục rồi nhưng lại không để ý những cái vấn đề đó và biến nó thành kinh nghiệm cho bản thân mình. Nên tôi có lời khuyên rằng là nên đi khảo sát và gặp gỡ thật nhiều khách hàng. Mặc dù họ có thể trở thành khách hàng hay là không của ngân hàng thì cái việc đó cũng không quan trọng. Vì cái mục tiêu của em bây giờ là vừa làm việc vừa có lương, vừa có thể học thêm được nhiều kiến thức, vừa được phân tích nhiều mô hình và có cơ hội xây dựng nhiều mối quan hệ chất lượng hơn. Tiếp theo là lời tư vấn thứ ba là đối với cái cảm xúc hiện tại trong công việc là cảm xúc chán chường, mệt mỏi. Tôi khuyên rằng là hãy quay trở lại làm tốt cái công việc hiện tại đi và thay đổi góc nhìn giống như lời khuyên thứ hai của tôi. Từ đó tìm ra cái niềm vui trong công việc của mình. Khi làm việc mà có niềm vui rồi thì tự động mọi việc sẽ trở nên thuận lợi. Em sẽ có nhiều khách hàng hơn cho ngân hàng. Đồng thời bản thân em cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Chỉ vì lúc đó bản thân em đã có một cái trách nhiệm cao trong công việc mà mình đang làm. Và lời khuyên cuối cùng, tôi cũng khuyên em nên là tập chơi một cái môn thể thao nào đó. Và tôi có lấy ví dụ rằng là tôi rất thích chơi chạy bộ để cho em ấy có thêm động lực. Tôi chạy bộ vì cái môn này giúp tôi rèn luyện được cái sự kỷ luật. Tôi tăng được cái tính sáng tạo và tôi nhận ra rằng chỉ cần vượt qua chính mình mỗi ngày thì đã là một cái thành công rất lớn trong cái cuộc đời này rồi. Cuối buổi trò chuyện thì tôi nghĩ cũng đã có khá nhiều động lực cho cậu ấy và bản thân bạn ấy cũng đã nhận ra được nhiều bài học ý nghĩa cho mình thông qua cái cảm xúc mà tôi đón nhận được. Một lưu ý trước khi chia tay với nhau là lời nhắn nhủ của tôi là 90% doanh nghiệp không thể tồn tại sau 3 năm khởi nghiệp và 95% doanh nghiệp không thể ăn mừng được cái sinh nhật lần thứ 5 của mình. Tôi hy vọng rằng em sẽ không rơi vào số doanh nghiệp mà tôi đã đề cập ở trên. Cuối cùng, thông qua bài chia sẻ này, tôi hy vọng sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc tích cực và một cái góc nhìn toàn diện hơn trong cái việc khởi nghiệp kinh doanh. Tôi mong rằng bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái hành trang đầy đủ nhất có thể để tạo ra một cái doanh nghiệp mà bạn xứng đáng tự hào. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình kinh doanh sắp tới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài chia sẻ này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích, nhờ các bạn nhấn vào nút like và chia sẻ đến cho những ai đang cần. Vì biết đâu đây là nội dung có thể thay đổi được cuộc đời của ai đó. Ngoài ra, nếu các bạn thấy kênh này phù hợp với các bạn có thể đăng ký kênh để đón nhận thêm những thông báo từ những video mới của tôi. Chúc bạn có cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy.